Hello mọi người, mình đang ở cùng Lô Dung Sóc Trăng. Bữa nay đi với anh Vinh Ròm. Vinh Ròm. Ủa sao nó chỉ xuống đất vậy anh? Vinh Ròm. Nguyên kìa. Lên câu trước rồi. Nay hình thiện nha mọi người. Ôi nguyên súng vậy. Bữa nay mình câu bằng cây Bulawa Premium. Mình câu cây độ cứng em mờ. Hiểu con này máy này luôn, cái cần này luôn. Anh Vinh cũng câu ghi mi âm luôn. Không câu ghi mi âm là mình chửi không. Cái bộ này hơi lắm, bộ này đi không giờ mướn. Cái này mình câu với con Shimano SXDC nha mọi người. Con này con rẻ nhất của dòng DC của Shimano. Ê quên, sẵn. Anh hỏi luôn, có thằng hỏi, có người hỏi cái máy này, máy nào chơi ngon hơn. Con máy này 3 triệu mấy, con máy kia có 1 triệu mấy, so sánh làm sao? Mình phải đồng giá mới so sánh được, anh đúng em rồi. Con này giá gấp đôi sao so sánh được. Bữa nay mình đi câu tới hai bộ luôn nha mọi người, câu bộ ngang bộ đứng. Đây là cái cây Daiwa Phantom Power nè. Cây này mình đánh cái size 2m7, khoen Fuji. Cái này đánh cực kỳ nhẹ luôn. Qua Phantom Power không nhớ thiệt là hết bài. Đó, ok, giờ mình sẽ xỏ dây qua câu ra nha. Ủa, Vinh sao câu dưới hơi rồi? Ờ, câu đi, băng đi. Sẵn ra. Câu trên đầu, trên cổ, Vinh nha mọi người. Rồi, câu đi, qua câu bên kia. Bữa hổm ăn trong đám cỏ đó anh Vinh, đám phực. Đứt gì? Không, đám cỏ đó đó. Không có đó. Trong đó hả? Ừ. Ừ, lỗi đó. Trời ơi, anh gớt xuống. Cái thanh thì đỉnh rồi. Chơi ém cá cho thấy thanh mừng. Bên cù Lô Dung á thì cái đây là kênh không mọi người, nên là con cá nó ăn chìm là nhiều. Nên là sáng nay giờ mình sẽ đánh chìm ha. Tại kênh mà nó đâu có dạng như ở trong ao trong hồ đâu. SXDC 151. Con này hắc kìa nha. Con này có giá bán lẻ là 3 triệu 350 ngàn. Con này mình thấy là mọi người hay xài nhất này. Giá tầm trung, dễ chơi. Lên mấy bạn ơi. Đang thui luôn. Wow, con cô đang ngợp luôn.
quá dữ, quá hên, quá hên, kéo tới đó lụm luôn mọi người. Rồi. Lên hàng bằng cây đây qua Phantom Power. Máu quá trời máu à. Thì lại mình cân thử nha. Con này khoảng nửa ký. Giờ đi mấy cái cân cân. Cân nha các bạn. Để thôi nó miệng không à. Quậy 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 quậy. Vũ giống như thú khinh, nó vũ cái dằn cái cần xuống sông. Năm ký 70. Ủa 570 gram. Nó lộn. Rồi đẳng luôn, bỏ cá vô đẳng luôn. Quá im mấy bạn ơi. Buồn ngủ gặp chiếu manh, trời sáng giờ không có gì ăn hết. Nên sao đẩy đây đường được. Ăn luôn. Đấy, nháy bự như cá mập vậy. Hên cũng gặp ngang cá bự. Quá im các bạn ơi. Ăn xét bên. Đi cân, đi cân. Đi cân rồi quay ngược chứ lại đi gọng. Ăn xét bên luôn. Không có thế giật mà hên vẫn giật được. Con này chắc cỡ con hồi nãy á. Giờ đi cân cái. Đi cân cái rồi. Quay cho lên đây đi gọng. Cá ở đây không dính thôi, dính cái lên bự 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 đã ghê. Là được hai con, khai con máy mới tạm ổn nha mọi người. Để khoan cây câu nãy cầm cái chân quay á, nó gớt lên cái cây câu, gớt lên đập cái vô gửa cây câu sợ nó gãy ngọn không à. Ai ngờ nó không gãy ngọn, nó bể tiêu cái khoan này. Ok không sao. À, im, con này chắc cỡ 450 gram. Để đi cân. Cái này đi câu có thủ cân nữa nha mọi người. Thank you.
520g nha. Đây. 520g. Sao tớ thui. Đó. Quá im, quá im. Cao mấy bạn. Trời ơi. Trời ơi. Chạy dây rồi phải đóng không? Không 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 trúng vậy. Gì kỳ vậy? Trời ơi. Chắc cá nhỏ.